Những ngày này, trên khắp địa bàn tỉnh Cà Mau, không khí vui tươi ấm áp của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đang hiển hiện qua từng khóm ấp. Đây là một hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời là dịp để người dân thắt chặt thêm tình đoàn kết, chung sức, chung lòng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 11 với chủ đề xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Ngày hội diễn ra vui tươi phần hội, trang trọng ở phần lễ và ấm áp bữa cơm đại đoàn kết được đông đảo nhân dân tham gia. Hôm nay em đến thì em chơi những trò chơi như là đu cua, rồi bắt vịt, chi quánh chiên. Thì cái cảm nhận của em là em rất là vui, thì tự hào vì quê hương đất nước của mình. Những trò chơi có những trò chơi nhân gian vậy đó, thì làm cho chúng em cũng có những cái động lực trong cuộc sống. Xây dựng văn hóa đó thì trong gia đình đó thì coi như là trồng hoa, rồi xung quanh nhà mình để cái có cái cảnh cây xanh thật đẹp. Cái kinh tế xây dựng như nuôi cá, trồng rau, trồng cây ăn trái, rồi để thu hoạch có cái kinh tế trong gia đình. Mình cũng động viên các cái hộ xung quanh đó để dọn vệ sinh môi trường cho nó có văn hóa văn minh hơn. Tại ngày hội, cán bộ và nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ, đánh giá kết quả một năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2025 phù hợp với tình hình của địa phương. Qua đó, nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân dân đồng tình thực hiện, được duy trì và nhân rộng hiệu quả. Tích cực vận động nhân dân tham gia các cái phong trào như làm sạch vệ sinh môi trường, rồi là cảnh quan đô thị, là chuẩn bị cho ngày hội đại đoàn kết, nhất là cái mô hình dân vận khéo xây dựng năm 2024. Mô hình tuyến đường hoa xanh sáng xanh sạch đẹp, phát động người dân là rất nhiệt tình đăng ký. Nghĩa là toàn tuyến là cái tuyến này là để rút kinh nghiệm rồi nhân rộng, là cái tuyến này chiều dài là 650m và được 29 hộ đăng ký, nghĩa là trên toàn tuyến là toàn bộ là 29 hộ đều đăng ký 100%. Mặt trận cũng đã xây dựng cái mô hình đa cây đa con trên cùng một diện tích tại khu vực hẻm Bầu Gờ, khóm 3, phường Tân Thành. Thì cái mô hình này thì cũng được bà con đồng thuận và đã làm có hiệu quả và nhân rộng trong cái thời gian tới. Thì cái mô hình này thì được cái là kết hợp với nuôi cá trình, cá bóng tượng, là bà con chúng ta đã trồng rau trên cái bờ liếp nhằm tạo cái việc làm nhàn rỗi để có thu nhập hàng tháng cho hộ gia đình. Mô hình này thì tạo vẻ mỹ quan cho đô thị. Khu dân cư tự quản đoàn kết ấm no hạnh phúc là tại khóm 2 phường Tân Thành. Thì mô hình này cũng được là Mặt trận thành phố chỉ đạo trong cái thời gian mà chào mừng đại hội Mặt trận các cấp. Thì mô hình này là mô hình mới trong cái nhiệm kỳ này. Được các địa phương chỉ đạo tổ chức rộng khắp và đi vào chiều sâu, ngày hội đại đoàn kết mang nhiều ý nghĩa thiết thực và sâu sắc, là cầu nối vững chắc giữa đảng, chính quyền và nhân dân ở khu dân cư. Thông qua ngày hội đã khơi dậy được nguồn lực từ mỗi người, mỗi gia đình cũng như cộng đồng khu dân cư, nhân lên nghĩa đồng bào qua các hoạt động san sẻ với những gia đình khó khăn, hoạn nạn, tri ân gia đình có công với cách mạng. Trong ngày hội này đấy thì Mặt trận Tổ quốc các cấp thì cũng đang hưởng ứng chương trình của chính phủ phát động đó, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Thì qua đó là Mặt trận cũng đã kết hợp rồi vận động tranh thủ các cái nguồn lực để cùng với tỉnh trong cái vấn đề có cái nguồn lực để chung tay là xóa nhà tạm, nhà dột nát. Để thực hiện cái chương trình này thì Mặt trận cũng xác định rằng là đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm mà trong năm 2024 mà Mặt trận Tổ quốc của tỉnh sẽ cùng với các ngành, các cấp để quyết tâm là thực hiện cái đề án này, đảm bảo là hoàn thành là trước ngày 2 tháng 9 năm 2025. Bên cạnh đó thì cái công tác mà an sinh xã hội, chăm lo cho các cái đối tượng thì tiếp tục Mặt trận cũng sẽ phối hợp để thực hiện. Và đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên đán này
thì làm sao để cho mọi người dân, mọi hộ nghèo cũng như là các đối tượng khó khăn đều được hưởng một cái Tết an bình, vui tươi, đầm ấm, để cái tôn chỉ mục đích là không để ai bị bỏ lại phía sau. Thời gian qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đem lại kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Sau mỗi ngày hội, tinh thần đại đoàn kết dân tộc càng thêm được củng cố và lan tỏa, trở thành nền tảng tinh thần, động lực nội sinh, giúp khơi dậy niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng quê hương và phát triển quê hương đất nước.